2. Giờ này là giờ kiếm cơm các bạn. Coi chừng cháy nồi cơm không chừng các bạn ơi. Bên kia là cao thủ tay dài chân dài giống Long Kỳ quá. Ba bắt tay đi vô. Đại Lâm Pháp vào đầu. Mình kiếm phát cho. Ok man, vô man. Nhờ lời bình luận viên cho các bình luận viên ở ngoài đi. Vô. Để chết vậy luôn nha chú Lâm. Rồi mời dậy đi. Rồi mời dậy rồi. Rồi, hai gói đúng không? Đúng không? Rồi để mình tạo quýnh cái hại rồi. Quýnh đi cho. Quýnh cái mày. Quýnh đi vô, tao thua cho. Nó thua, cũng thua anh em mà ai cũng ăn gì đâu. Trời ơi, thôi ngày mai cũng thua. Để mình tự tính. Không, không. Một pha bóng có phần may mắn. 1-0 cho chú Lâm. Chịu không được đồng bạc rồi. 1-0. Em mới thiệt tình đi. Em giống Long Kỳ quá. 1-0. Vậy là mới Long Kỳ rồi. Ôi cơm nè. Nó hay bắt rưỡi các bạn ơi. Điệp cho mổ 1 đều. Quá. Bên kia chú Lâm quá hay. Quá ghê. 2-1. Trời ơi trời ghê các bạn ơi. 2-1. Chu Lâm phạt bông gậy. 2 đều. Trời tối quá các bạn ơi, mắc mờ các bạn ơi. Đèn sáng thiệt nhưng mà mắc mờ quá. 3-2 cho chú Lâm. 3-2 cho chú Lâm. 3-2. Trời ơi trời, chú Lâm tự sát. Trời ơi trời, đổi chú Banh đâu trời. 3 đều. Long Kỳ gì tướng nghe Long Kỳ không? Kỳ như Long Kỳ. Này em có Long Kỳ bà ơi. 4-3. 10 điểm. 8 điểm hay 10 điểm nãy không giao. 10 điểm, giờ thì có ai đi chơi được mà. 4 đều. Ông anh tôi ở chùa có ông kêu Mít Thâm Bơ không? 1 đều. Mít Thâm Bơ. Qua ông trời. Trời ơi trời. Phản Đam ơi. Hỏi ông bà anh tôi với thằng hàng bố ông bà cái liên kết không á. Năm bốt. Chết mẹ rồi trời. Rồi chú Lâm. Bên ngoài xong lại trời. Đầu chú Lâm bị méo rồi các bạn ơi. 6-4. Cái ngực bự. Chú Lâm có tuổi rồi, mới 7 điểm mà chú Lâm thả rồi. 7-4. Chết trời ơi trời. Long Kỳ hay quá Long Kỳ. Bên kia Kỳ không qua lưới. 5-7 cho chú Lâm. 5-7. Ông Kỳ thua. Trời ơi trời, 4-0 để cho thua. Trời ơi.
sợ mày. Quá ghê các bạn ơi. Tướng là nhớ lông kia là ốm hơn mà, đâu có bụng. Giờ lông kia mập quá ông nội ơi. Lông kia giờ mập rồi. Tại có vợ cái mập rồi. Sao ông ngồi trời ơi. 6 7 cho chú Lâm. Rồi. Mày đâu? Vô tay. Cái tướng tôi mà cao như vậy chú Lâm chắc tôi hai bát quýnh chú Lâm bán. Nè ơi, chút nữa tới tao tới này hai bát rưỡi, hai mình thẳng có nữa đưa cho đại Lâm. Đúng rồi, có đâu có tèo, tèo hai bát rưỡi á. Rồi. Ngồi đó đi. Ngồi đi. Bảy đều. Bảy đều. Xe mình quá hấp dẫn các bạn ơi. Tại ngồi đi. Ôi trời. Trời ơi. Phò bóng quá may mắn nha. 87. Phò bóng đánh lừa chú Lâm nha. 8 đều cho mẫu. Má đưa bánh lên lưới. Không biết kiểu sao ăn. Quá ham cố nè. Cố này hai người nào đập đâu mà bốn người thua luôn. Ông kêu lúc sau kìa. Quá khéo. Chính tâm. Chính tâm. Thẳng có thể chín điều luôn các bạn. Cái này có thể chín điều. À. Cũng dễ ốp trộm đấy không? Dạ, nó ở bển trái là cái 50 kìa, cái đại Lâm. Kỳ cục vậy. Kỳ cục, cháu 50. Rồi, con trái 2 triệu đó. Không, có cái 2 triệu đó. Má, 50 người chơi 50 đi. Không quá, không chơi 50, cái 2 triệu à. Này, đây trái 2 gói nè. Ừ, không, đây trái 1 ạ. Đây trái 1 ạ. 9 ạ. 9 tắp. Đây, coi. Kết thúc giai đấu, chú Lâm là người chiến thắng. Kiếm tiền xăng cực khổ quá các bạn. Giờ này các bạn biết 7 giờ rưỡi tối rồi. Áo thùng đỏ trắng gì chặt ô mô. Các bạn biết khó chịu lắm. Không ai đùa đâu các bạn ơi. Ok man. Cảm ơn cầu thủ. Em của Long Kỳ mà kỳ dở quá. Bánh sao nè, Salo. Hello anh em. Hello Salo.